Trong video này, Cương giới thiệu đến các bạn một công cụ AI cực kỳ mạnh mẽ và hoàn toàn miễn phí. Đây là một nền tảng tạo ảnh và video AI với nhiều tính năng nổi bật. Khác với nhiều công cụ AI đắt đỏ hoặc bị giới hạn lượt sử dụng như Keling hay MiniX, Velba, công cụ AI này cho phép người dùng trải nghiệm đầy đủ mà không cần đăng ký, không cần email và không tốn chi phí. Đường link để truy cập công cụ AI này ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Các tính năng nổi bật của công cụ AI này tạo ảnh từ văn bản, text to image. Người dùng có thể nhập một đoạn mô tả, prompt để công cụ tạo ra hình ảnh tương ứng. Hệ thống hỗ trợ cả hai chế độ, tốc độ nhanh, fast model và chất lượng cao, quality model. Tất cả đều miễn phí. Bạn có thể chọn tỷ lệ ảnh như 924 và nhận kết quả chỉ trong khoảng 1 phút. Chất lượng hình ảnh được đánh giá cao, thậm chí vượt trội so với một số công cụ trả phí. Tạo ảnh từ ảnh, image to image. Tính năng này cho phép người dùng tải lên một ảnh gốc và thêm một đoạn mô tả để công cụ chỉnh sửa hoặc tái tạo lại hình ảnh theo hướng sáng tạo hơn. Người dùng có thể điều chỉnh Creative Strange để tăng mức độ thay đổi. Kết quả trả về vẫn giữ sự đồng nhất và bám sát mô tả, rất phù hợp cho người tạo nội dung AI hoặc nhân vật ảo. Tạo video từ ảnh Một trong những điểm ấn tượng nhất của công cụ AI này là khả năng tạo video từ ảnh tĩnh. Người dùng tải ảnh lên, thêm mô tả nếu muốn, chọn định dạng MP4 hoặc WebM và tốc độ khung hình tối đa 30 FPS. Kết quả là một đoạn video trong đó nhân vật có chuyển động tự nhiên như chớp mắt, quay đầu nhẹ, vân vân. Điều rất hiếm thấy ở một công cụ miễn phí. Tạo avatar AI từ ảnh, AI avatar generator. Đây là một tính năng hiếm và cực kỳ mạnh mẽ mà thường chỉ xuất hiện ở các nền tảng trả phí. Công cụ AI này cho phép tạo avatar kỹ thuật số từ ảnh người thật với nhiều lựa chọn như phong cách, style dùng cho mạng xã hội, chọn giới tính, biểu cảm phụ kiện và nền ảnh kết quả trả về là những hình ảnh nhân vật có độ nhất quán cao rất phù hợp cho việc xây dựng hình ảnh cho các ai influencer kho công cụ đa dạng khác ngoài những tính năng chính công cụ ai này còn có các công cụ hữu ích khác như ai background remover xóa nền ảnh nhanh chóng prom generator gợi ý mô tả hình ảnh video generator tạo video từ mô tả hoặc ảnh và nhiều công cụ ai sáng tạo khác tất cả đều hoàn toàn miễn phí hướng dẫn sử dụng cơ bản. Không cần đăng ký, truy cập link có trong mô tả video, không cần tạo tài khoản. Chọn công cụ phù hợp, tùy mục đích sử dụng, tạo ảnh, video, avatar. Tùy chỉnh chi tiết, người dùng có thể chọn tỷ lệ khung hình, mô tả, chất lượng đầu ra. Tải kết quả ngay, vì không có lịch sử lưu trữ, bạn nên tải ảnh hoặc video về ngay sau khi tạo để không bị mất. Đánh giá hiệu suất, hình ảnh và video tạo ra có chất lượng rất cao, thậm chí cạnh tranh với các nền tảng trả phí đặc biệt hữu ích cho những người làm nội dung AI, xây dựng nhân vật AI influencer hoặc người muốn khám phá tiềm năng AI mà không muốn tốn tiền. Tính năng avatar và image to video là hai điểm mạnh nhất của nền tảng. Lưu ý, vì không yêu cầu đăng nhập, công cụ không lưu lịch sử, sau mỗi lần tạo xong ảnh hoặc video, người dùng phải tải ngay kết quả về máy. Một số kết quả video có thể xuất hiện biến dạng nhẹ, morphing nhưng tổng thể vẫn rất ấn tượng. Kết luận, công cụ AI này hoàn toàn miễn phí nhưng mang lại trải nghiệm tương đương thậm chí tốt hơn nhiều nền thẳng đắt tiền với tính năng phong phú thao tác đơn giản và chất lượng đầu ra ấn tượng đây là lựa chọn ý tưởng cho những ai muốn sáng tạo nội dung bằng ai mà không phải lo về chi phí đây thực sự là viên ngọc ẩn trong thế giới ai hiện nay rất đáng để thử nghiệm và sử dụng thường xuyên đặc biệt là với những người đam mê sáng tạo nội dung số nhân vật ai hoặc làm video ngánh trên mạng xã hội